Dạo này gần đây nhiều thế lực ngoại đạo nổi lên trên mạng xã hội gây nhiều loạn ma. Đạo xuyên tạc giáo pháp gây ảnh hưởng cho Phật pháp và làm ảnh hưởng đến tu học của Phật tử. Đấu đá tông phái, đâu là thật, đâu là tà. Nhiều người tự xưng là đấng thần linh mới xuất hiện nhờ mạng xã hội. Ủa rồi hỏi gì? Thôi thì bây giờ mình cũng dựa theo câu này mình nói chút chút đi. Thưa đại chúng, không phải là chỉ cái thời này và thời nào cũng có những cái biến tướng của cuộc sống của xã hội. Nhưng mà tại vì bây giờ cái thời đại nó văn minh, thời đại 4 chấm, Internet tràn lan, cái sự truyền tải nó dễ dàng. Cho nên mình mới cập nhật nó nhiều như vậy. Chứ thật sự thời nào mà không có. Nhưng mà trước kia thì không có cái sự truyền tải trên mạng, trên trên Internet thì mình không biết thôi. Còn bây giờ là quá chừng tích tắc một chút là đã lên mạng rồi. Phải không? Thành thử ra chính vì vậy đó, mình không thể nói được đâu. Chỉ có một cái điều thôi, thì tự chúng ta phải cảnh giác. Vì chúng ta biết rằng ở đâu người ta cũng có thể cầm cái điện thoại ra người ta quay được hết. Cho nên cái đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh của mình, cố gắng chúng ta khắc phục, thu liễm để đừng làm thành một cái đề tài. Những cái điều đó chúng ta không thể tránh đâu. Nhưng mà chúng ta gọi là cố gắng thôi. Chứ còn cái người mà họ cố tình rồi thì họ đã cố tình hại rồi thì thôi, chịu thua. Tại sao? Hình ảnh còn ráp được mà. Phim ảnh còn ráp được, hình ảnh còn cắt xén, phim ảnh ráp được. Cái gì, cái người mà cố tâm rồi thì cái gì họ làm cũng được hết. Nhưng mà nếu mà cái nghiệp duyên của chúng ta thì cái đó là mình khó tránh rồi. Hơn nữa mình ở ngoài sáng mà, cái người muốn hại thì trong tối. Phải không? Cho nên ở đây nói lên thì mình không có cách nào để mình, nếu mình đặt ra câu hỏi làm sao để diệt họ, làm sao diệt được. Ở đời này lúc nào rác nó cũng phải nhiều hơn hơn hoa hết. Hột xoàn đâu có dễ gì rơi rớt ngoài đường đâu. Đó. Còn rác rưới thì nó tràn lan. Có cái điều là chúng ta tự ý thức, và có thể nói rằng không lúc nào mà không có. Thời Phật cũng có, thời chư tổ cũng có, thời nào cũng có hết. Nhưng mà bởi vì ngày xưa con người người ta làm gì á, người ta cũng còn có cái đạo, cái đức, và đồng thời cái sự mà truyền tải hệ thống Internet nó không có rộng, nó không có. Cho nên ở thí dụ có là ở khúc nào chỗ đó biết thôi, không có tràn lan ra trên thế giới mình biết. Còn ngày nay nó hai phần, một phần á, là đạo đức nó kém, phải không? Đạo đức nó kém mà sự gọi là ăn chơi sa đọa thì nó rất là nhiều. Cộng thêm bây giờ là cái gì, rất là nhiều cái hệ thống Internet là nó quá ư là thuận lợi đi. Thậm chí bây giờ có những cái máy quay nó không còn đặt là những cái máy, nó chỉ là một cái viết thôi. Thậm chí nó là một cái gì nó rất nhỏ, nó đặt ở đâu đó thôi. Còn như là những cái trung tâm mà lớn, ta đặt những cái máy quay lớn là ta công khai. Vì người ta muốn làm gì? Cái đó là để người ta tránh phòng kẻ gian, chứ không phải người ta đặt để hại ai. Hiểu ý không? Thành thử ra giống như một cái ổ khóa. Ví dụ cái khóa cửa đi, hay là cái chốt cửa sổ mà mình bắt xuống. Thật sự mình khóa là khóa, khóa người ngay hay khóa người gian? Hả? Khóa người ngay. Cái người mà người ta chân chánh, người ta ngay ngắn á, là ta lỡ người ta đụng vô cái tay cửa đó, ồ khóa rồi là người ta đi. Còn cái người mà người ta cố tình người ta gian rồi, khóa cỡ nào nó muốn đập thì nó đập. Ví dụ cái cửa sổ chùa mình đấy, khóa chốt xuống là rồi. Mà cái người ngay là người ta bao giờ ta làm gì, ta nhìn vô ta. Mà cái người ngay đâu bao giờ ta mở cửa sổ người ta chui vô. Còn cái người gian rồi á thì 10 cái đó cũng không thấm gì. Cho nên mấy cái thùng tiền cũng vậy. Thí dụ mình lắp cái khóa, khóa người ngay thôi. Mà người ngay là không bao giờ là rờ rờ vô mấy chỗ đó. Chỉ người gian thôi, rờ xong rồi nó tìm cách, nó đập, nó phá, phải không?
Cho nên ở tất cả những cái trung tâm công cộng, ta đặt những cái máy quay rất là lớn, đó là công khai. Người ta đã chẳng những vậy ta còn để bảng nữa, ở đây có đặt máy nghe. Để làm gì? Người ta phòng ngừa kẻ gian thôi. Nhưng mà cái người mà đặt cái đó là có ý gian thì những cái đó nó không phải là cái to thế đâu. Đó là những cái chip, đó là những cái gì rất nhỏ. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống này lúc nào cũng vậy, nó đều có hai cái thế giới. Và chúng ta cố gắng tự lánh mình thôi. Chứ còn nếu mà thật sự chúng ta rơi vào cái danh sách bị hại của họ rồi thì khó khó tránh. Đó là mình nói ở cái mặt xã hội. Còn đứng trên cái phương diện bản thân của chúng ta, mình là một Phật tử thì chúng ta, đây chữ Phật tử này là nói chung á, không có phải riêng cho các vị cư sĩ, hay là nói chung là tất cả người xuất gia hay là những người tại gia, chúng ta là những người Phật tử. Thì chúng ta muốn bảo vệ cái đạo pháp của mình thì chỉ có cách là chúng ta làm sao chúng ta tu tập cho đúng chánh pháp. Nghe, điều thứ hai là ở trong nội bộ chúng ta phải đoàn kết. Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn, cái con sư tử nó không có chết vì một cái người săn bắn nó, nhưng mà con sư tử nó sẽ chết vì một con trùng nằm ở trong bộ lông của nó. Vì con trùng đó nó đục khoét cái bộ lông của con sư tử, và con sư tử sẽ chết vì nhiễm trùng đó. Cũng như thế, không ai có thể đánh phá được đạo pháp. Chỉ có những người đệ tử ruột ở trong nhà đó, tự chúng ta làm hại chúng ta, tự chúng ta xé lẻ chúng ta, tự chúng ta làm những cái điều mà để thành trở thành những đề tài để cho bên ngoài người ta có cơ hội người ta xuyên tạc. Và khi mà quý vị có đọc, có nghe những cái điều đó, mình khoan tin, khoan vội nhận cái đó để rồi phán xét, mà chúng ta phải có tư duy, phải có tìm hiểu. Trong kinh gọi là sư tử trùng thực sư tử nhục. Sư tử trùng tức là con trùng trong sư tử, nó ăn thịt con sư tử và con sư tử sẽ chết. Còn người ngoài ta đánh mà nó không chết. Cho nên á, ngoại đạo hay là tà giáo cái gì đó, người ta mình gọi là cái gì đó mình gọi, nhưng mà những cái đó người ta không có làm được cái gì trong phá hoại Phật pháp đâu. Chỉ có những người trong Phật pháp chúng ta tự làm phá hoại mình. Mà không phải quý vị biết là cái hình ảnh người, cái người tu Phật giáo là dễ bị lợi dụng nhất, dễ nhất luôn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta cứ luôn luôn lúc nào cũng từ bi hỷ xả, lấy tâm ra sống, thí dụ vậy. Cho nên rất là dễ. Và vì vậy cho nên á, có những cái điều mà nó người ta phải nghiêm túc. Để làm gì? Để ngăn ngừa những cái chuyện tệ hại nó xảy ra. Vì vậy mà thí dụ như mình là một người xuất gia, mình có thể sử dụng Facebook, nhưng không phải cái hình ảnh gì mình cũng có thể để lên được. Không có thể mình đưa những cái hình ảnh mà nó không có một cái chút gì mà nó có liên hệ tới người tu lên, thì người ta sẽ thành ra cái đề tài người ta nói thôi. Thành thử ra rồi, ngay cả khi chúng ta lời qua tiếng lại ở trên cái phần mà chia sẻ công cộng đó, cái phần mà comment đó, đó, lời lẽ chúng ta nói hay chúng ta giỡn chơi với nhau cái gì đó thì phải nên cẩn thận với cái đó. Còn nếu không thì thôi khỏi Facebook. Còn nếu mình xài Facebook thì mình phải xài như thế nào? Tại mình không phải là một người ở ngoài đời. Người thế gian ngoài đời thì người ta khác. Còn mình là người tu rồi thì mình cẩn thận cái đó, để cho người ta không có thành đem mình ra thành một cái đề tài. Mà người ta nói đâu phải nói mình, ta nói chung cả cái đạo pháp. Và chúng ta, vì chúng ta không có những cái bậc lớn hơn để mà kiểm soát mình. Cho vì vậy mà ngày xưa các vị mà mới tu không có được ở riêng chúng,
không có được rời xa thầy tổ sớm quá. Tại vì mình rời xa thầy tổ sớm quá, mình rất là dễ bị lôi cuốn, bị cuốn hút theo cái thế gian. Cho nên trong cái bài mà dịch đấy không, một lòng tấn đạo nghiêm thân, nghiêm trừ phạm hạnh nghiệp trần lánh xa, sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân. Đó là những cái câu mà chúng ta tụng lên để tự mình nhắc nhở mình. Kính bạch thầy, xin thầy vui lòng giải đáp. Cùng một thời kinh, trong sám quy mạng, kiếp sau xin được làm người. Rồi trong bài hồi hướng là nguyện sanh Tây Phương cõi lạc bang, như thế có trái nhau không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là trong một thời kinh, khi tụng đến cái bài sám quy mạng á, thì có câu là kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp sống đời chân tu, dắt diều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia. Nhớ mấy câu đó không? Sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân, vân vân. Thì cái bài đó là nói như vậy. Vậy rồi như vậy là nghĩa là mình trở lại làm người. Như vậy thầy tại sao trong cái bài hồi hướng lại có câu là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng? Như vậy là hai câu này nó chỏi với nhau. Đó là cái câu hỏi. Thì xin thưa như thế này, thật ra đó thì bởi vì các cái bài này là những cái sự phối hợp. Khi chúng ta sắp xếp một thời kinh thì chúng ta thường sắp xếp những cái bài như vậy. Và cái tính cái bài nó như vậy cho nên chúng ta tụng nguyên nó như vậy. Bởi vì mỗi một bài viết ra thì cái vị nhắm vào cái việc gì. Nhưng mà ở đây là tại chúng ta phối hợp nguyên thủy cái bài như vậy thì chúng ta để như vậy. Nhưng mà câu hỏi cũng đúng thôi. Này, mình xin làm người mà tại sao lại muốn là Tây Phương cực lạc? Thở đây nó có hai trường hợp. Nếu như mình đã dứt khoát muốn trở lại làm người mà tinh tế để mà sắp xếp một bài tụng, thí dụ vậy đó, thì có thể mình tụng tới câu đó mình skip, mình ngưng tới câu là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, bỏ bốn cái câu nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Vì cái bài đó mình có thể du di, thật ra nó là một bài tụng mà ráp lại nhiều đoạn để thành một bài hồi hướng. Chứ không thì khi mà các vị sắp xếp vào cái nghi thức thì nó thành bài tụng vậy thôi. Nhưng mà tại vì ở đây cái vị này rất là tinh tế cho nên rồi để ý những cái đoạn đó thì cũng không có gì sai, hỏi là đúng thôi. Đã muốn làm người thì sao sanh về tịnh độ? Thì các vị nào mà dứt khoát đời này chỉ muốn trở lại làm người để mà tiếp tục cái công việc hoằng pháp lợi sinh thì không nguyện sanh tịnh độ. Nhưng mà nếu như trường hợp, nếu trường hợp mà mình á, tu khá thì mình sanh về tịnh độ. Còn nếu như mà mình không được vãng sanh tịnh độ trở lại làm người, nhưng con chỉ muốn được làm người như thế nào? Được làm người ở một cái nơi chốn, một cái gia đình có chánh tín học Phật. Cái này cũng không có gì. Nếu mình nói giải thích thì cũng có gì chống bán. Bởi vì sao? Con muốn về tịnh độ mà lỡ không được thì con xin trở lại làm người. Hay là thí dụ bây giờ Phật tử mình tu đi mà không đủ công đức để vãng sanh thì có thể trở lại làm người. Nhưng mà nếu mà trở lại làm người mà nhiều phước báo quá, tu dễ không? Khó. Tại vì phước báo quá thì mình sanh vào gia đình giàu có, tiền dư của để thì chúng ta sẽ bị những cái ăn chơi nó lôi kéo mình thì mình không tu được. Hay là mình sanh vào một gia đình tâm thì rất là muốn tu mà cha mẹ không cho tu. Nó có những người như vậy. Có những người sanh vào trong gia đình tâm tu rất mạnh nhưng mà cha mẹ là người không biết tu. Cho nên rồi cản trở rất là nhiều thứ. Cho nên nếu mà chúng ta trở lại làm người thì xin được làm người như thế nào? Sanh phùng Trung Quốc. Ở một cái nơi mà quốc độ không có chiến tranh, không có lạc hậu, ở nơi đó có đủ cái sự bình an để mà chúng ta tu tập. Cho nên nguyên thủy cái câu đó là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chân nhập đạo. Sanh vào
một cái đất nước, một cái quốc độ mà gọi là hòa bình, gọi là không có chiến tranh, không có khổ lụy, rồi lại được có cái niềm tin chân chánh ở nơi Phật pháp mà tu tập, đó là những cái ước nguyện của mình. Cho nên nếu vị nào mà dứt khoát, nghĩa là mình nếu mình quyết chí không vãng sanh trở lại làm người thì mình có thể không tụng cái bài cái câu bốn câu kế nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ. Ở đây Pháp Hòa hay kể, hay nhắc quý thầy vậy đó. Thật sự khi chúng ta làm một cái việc nghi lễ đó, không? Và các cái bài tụng đó, chúng ta có thể du di giảm một vài đoạn nó không phù hợp với cái hoàn cảnh cái nghi lễ đó. Ví dụ nếu mà chúng ta đi đến một cái đám cầu an thì chúng ta không thể quên tụng cái bài nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, phải không? Mà nếu chúng ta đến một đám cầu siêu thì chúng ta không thể thiếu cái bài nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, thí dụ vậy đó. Hay là thí dụ mình đi đám cầu an, mình thế vào đó bằng một bài chú tiêu tai cát tường. Còn nếu mình đi đám cầu siêu thì mình thế vào đó chú vãng sanh. Nhưng mà thật sự nếu mình tụng kinh cầu an, tụng chú vãng sanh được không? Cũng được. Tại vì bài chú đó thật sự là giúp cho mình tiêu trừ những cái nghiệp chướng căn bản. Thế thôi. Cho nên tất cả thật ra cái công năng nó giống nhau. À, nhưng mà ở đây để mà mình nói lên một cái câu gì đó nó phù hợp với cái hoàn cảnh nào để cho cái lễ nghi nó được thông suốt và ý nghĩa. Cũng giống như một cái bài hát hay nói về mẹ thì chúng ta hát vào cái dịp mẹ thì nó sẽ hay. Một bài hát nói về cha, hay là ngay cả khi chúng ta cúng cơm cho cái người mất cũng vậy. Nếu mà mình cái đối tượng cúng đó, thí dụ cái người đó họ mất, họ không có con, không có con cái gì hết, mà tự nhiên ở đâu mình thán vô câu mẹ còn đó, con là con còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi, thì cái người cúng họ cũng không cảm, bị có ai đứng đó là con của người chết đâu mà cảm câu đó, phải không? Thành thử ra tuy cái bài nó như vậy nhưng mà chúng ta phải biết là cái người hành làm nghi lễ, chúng ta phải biết cái việc chúng ta làm. Thì ở đây Pháp Hòa hay nhắc quý vị cái điều đó, làm việc gì chúng ta phải biết cái việc chúng ta làm thì chúng ta không có bị không không có bị gì, không có bị làm một cái việc mà nó không cần thiết. Thật sự có đọc bài đó có gì tội không? Không tội. Nhưng mà nó không có phù hợp thì tự nhiên nó không cảm người 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 đứng cúng thôi. Mình đã để thời gian ra mình tụng cho người ta cảm rồi. Thì mình biết cái hoàn cảnh đối tượng cúng là ai mình cúng. Ở cái nghi thức ngoài Bắc á, người ta có mấy cái nghi thức cúng rõ lắm. Nghi thức chồng cúng cho vợ, vợ cúng cho chồng, con cúng cho cha mẹ cúng cho con cái. Thì để làm chi? Hễ mà con cái mà cúng cho cha mẹ thì có những bài thán gì nói về con cái với ơn cha mẹ. Nhưng mà nếu như ngược lại, cha mẹ mà cúng cho con thì nó có những cái bài, những cái lời thán nó phù hợp với cái chuyện là người cha mẹ gọi là gì, đầu bạc mà tiễn người tóc xanh. Nó có những cái bài tụng nó ta tháng nó phù hợp thì tự nhiên người nghe nó cảm. Đó, cho nên ở đây thì cái câu nó chỉ là vậy thôi. Thì nếu như mà mình giống như hồi xưa, mà nhớ có một hòa thượng ngài dạy tới cái pháp môn tịnh độ và tu thiền vậy đó, ngài nói á, thiền tịnh song tu là tốt nhất. Tại sao? Tại vì tu thiền á là đi vượt biên, còn đi tu tịnh độ là đi bảo lãnh. Thành thử nha, nếu mà mình bây giờ mình niệm Phật á, mình niệm Phật là mình gửi giấy, mình gửi đơn của mình apply về Phật cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi, là mình apply để mình đi theo cái diện sponsorship, phải không? Phật Di Đà sponsor mình. Còn mình tu thiền là mình giống như mình đi vượt biên vậy đó, mà lỡ mình rớt, mình đi vượt biên mình rớt thì không sao, kệ, ngồi đó chờ tới ngày thì Phật Di Đà bảo lãnh mình đi qua bên kia. Ngài đưa cái ví dụ như vậy để cho mình dễ hiểu vậy thôi. Thì cho nên tất cả việc gì chúng ta làm thì chúng ta, ngay cả khi mình tụng, thật ra khi mình tụng cái này vốn sao hết. Tại vì sao? Tại vì trong một đại chúng ngồi đây có những người cầu sanh tịnh độ, có những người muốn trở lại ta bà. Vì nhưng mà đại khái là chúng ta ngồi đây đại chúng tụng chung mà,
thì mình đọc tất cả những bài này lên, ai phù hợp với cái bài nào thì người ta nhận cái bài đó. Ví dụ mình đi, mình nói Hồng con thấy ta bà khổ lắm, chúng sanh bây giờ khó độ lắm, con không dám rớ đâu, không rớ lạng quạng độ lại con, thôi con về cực lạc cho bảo đảm. Thì cái bài nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ hợp với mình. Quý vị nhớ là ở trong một cái buổi tụng thì có rất nhiều những cái phát nguyện khác nhau. Cho nên thí dụ có những người, người ta tu thiền, ta không có muốn sanh tịnh độ, nhưng mà các vị vẫn giữ được quả lễ tịnh độ chứ không sao hết đó. Tại sao? Mình tụng để trợ duyên cho những người phát nguyện. Thật ra khi mình tụng chung như vậy cũng không có nghĩa là mình dính trong đó. Mình cảm với cái nào thì mình tụng cái đó. Có nhiều khi mình đi tới, mình dự một cái lễ của người Tây Tạng, ta tụng gì mình đâu có biết đâu, mình tụng tiếng của mình. Mình à nghe hình như đón đón Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh của mình. Ở đây bây giờ nhiều người Việt đi chùa Hoa lắm, vô người ta A Di Đà Phật này, ở đây mình cũng biết là A Di Đà Phật gì đó. Cho nên là quý vị cũng hiểu được cái chỗ đó. Trong một cái buổi lễ thì rất nhiều những cái người Phật tử người ta có những cái tâm nguyện khác nhau. Thì đây là những bài tụng chung thì nó đều có cái tương ứng với lại những hành giả đang có mặt ở trong cái buổi tụng đó. Câu hỏi kế tiếp. Kính xin thầy cho con hỏi về thiện nữ thiên chú là chú có ý nghĩa gì và công năng như thế nào, và vị Bồ Tát nào nói chú này? Thì thưa đại chúng, cái bài chú này có cái tên là Thiện Nữ Thiên Chú. Thiện Nữ Thiên tức là cái vị thiên nữ này phát nguyện, nếu ai mà có những cái mong cầu tích cực trong sự tu tập hay là những cái điều gì tích cực thì trì chú này, thì vị thiên nữ này sẽ thầm mật giao hộ cho vị này. Cái bài chú này được trích ở trong kinh Kim Quang Minh, và trong cái phần thập chú sau phần tụng Lăng Nghiêm buổi sáng đó, trong thập chú đó, thì cái bài chú này nằm ở trong cái bài chú thứ 10. Có hai tên gọi, có khi thì người ta gọi là thiện thiên nữ, có khi người ta gọi là thiện nữ thiên. Nhưng mà chư tổ thì nói là đọc thiện nữ thiên thì đúng hơn là thiện thiên nữ. Đọc thiện nữ thiên chú đúng hơn là đọc thiện thiên nữ chú. Thì đó là cái, còn về cái nghĩa của nó thì quý vị muốn biết thì tìm cái bài Pháp Hòa Nói Chuyện Đại Bi Thập Chú, trong đó có giải thích về cái nghĩa của mỗi bài chú. Rồi câu hỏi tiếp là: xin thầy cho con hỏi, người bị bệnh đi đám tang có ảnh hưởng gì không? Con nghe người ta nói đi về là bệnh nhiều thêm phải không thầy? Cái này thì thật ra thì trong không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà mỗi người mình phải biết sức. Pháp Hòa ví dụ, một cái người đang bệnh không phải đi đám tang mới bệnh đâu, đi đám nào cũng bệnh hết đó. Tại vì nếu đi đám cưới cũng vậy thôi. Vì sao? Vì cái sức mình không đủ thì mình đến những cái nơi công cộng, những nơi ồn náo, nhiều khi mình không quen. Đừng có nghĩ rằng mình đến đó rồi cái âm khí hay cái gì đó nó ảnh hưởng, không phải. Thì nếu mình không đủ khả năng, mình thấy sức khỏe không có, thì mình tránh hết các đám chứ không riêng gì đám tang. Nhưng mà thường thì đám tang đó, nó cũng yên lắng hơn là một cái đám cưới. Đám cưới ở Việt Nam hay đám cưới ở hải ngoại này thì cái ồn nó giống nhau. Nhưng mà riêng cái đám tang ở hải ngoại này thì nó yên tịnh hơn đám tang ở trong nước. Ở Việt Nam là một cái đám tang rất là ồn, nếu mà đám tang đó còn thêm dàn nhạc, dàn trống kèn gì đó thì thôi sáng đêm. Còn ở đây đám tang rất là tĩnh lặng. Còn nếu như mình thấy sức khỏe mình không có thì mình không cần phải đi, người ta thông cảm chuyện đó thôi. Còn nếu mình đi, thí dụ mình ráng đi vì cái người đó thân thiết với mình thì vô thắp hương rồi mình về, chứ cũng không có gì. Nhưng mà quý vị đừng sợ có ảnh hưởng gì đi về bệnh thêm đó. Nếu mà mình bệnh thêm là tại vì mình đã có bệnh sẵn trong người rồi, rồi mình không có lượng sức, mình đi ra ngoài
về bệnh thêm, chứ không phải là do cái âm khí hay cái người mất đó làm gì mà mình bệnh. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Nói chung là mình phải tự biết cái sức khỏe, cái hoàn cảnh của mình để chúng ta tham dự một cái gì thôi. Ví dụ có những người, người ta bị allergy nặng với mùi nhang lắm, cho nên các vị không dám đi chùa vào những dịp lễ lớn. Ví dụ như lễ Phật đản, sáng sớm là người ta đi lễ Phật rồi người ta về, vì người ta sợ một lát đông rồi khói nhang làm người ta mệt. Đó, thành thử ra mình tự biết sức khỏe của mình mà mình đi thôi. Con có một nỗi khổ không biết phải làm sao, mong thầy hướng dẫn cho con được biết. Hằng ngày con hay xem xét tâm mình, việc đúng thì làm, mà sau lúc ý khởi lên ý niệm tà dâm thì không kiểm soát được. Đến khi dẫn con đi một vòng rồi con mới biết và rất hối hận. Câu hỏi là có thể kiểm soát tất cả mọi tâm ý, nhưng mà có cái tâm ý tà dâm đó thì rất là khó. Cái điều này cũng không có gì, cũng không có, cũng đúng thôi. Bởi vì trong con người của chúng ta, cái mà nặng nề nhất chính là ái dục. Vì vậy cho nên trong giới luật luôn luôn đặt cái điều đó thành ra một cái điều rất là nghiêm trọng, nghiêm túc cho một vị hành giả tu tập. Ví dụ như một người đó lỡ chứa y nhiều, lỡ đi không có oai nghi đồ vân vân, mấy cái đó có thể du di. Nhưng mà quý hòa thượng thường nhắc nhở là chúng ta không nên phạm vào những cái giới trọng, mà trong đó có cái giới dục. Và vì sao? Vì con người của chúng ta, cái đó là cái nặng nhất. Và quý vị thấy trong cuộc sống này, ngoài cái đời sống vật chất, có một cái gọi là tình cảm. Và đôi khi cái lý trí chúng ta không đủ để thắng cái tình cảm, thì cái tình nó lôi mình. Cho nên cái này không có gì sai hết. Chỉ có cái điều là nếu chúng ta thấy cái điều đó là sai, thì chúng ta phải quyết chí cho dũng mãnh để làm sao chúng ta vượt được cái này. Thì khi vượt được cái này thì mọi cái sự tu tập khác chúng ta mới dễ dàng được. Pháp Hòa ví dụ như người muốn ngồi thiền, nhưng mà không cách nào ngồi lâu được, mà người đó phải cố gắng làm sao vượt qua được những cái khó khăn trong khi ngồi. Ví dụ như là tê chân, đau lưng, buồn ngủ, ngứa ngáy, vân vân. Phải vượt được cái đó thì người đó mới có thể ngồi thiền lâu được. Cho quý vị mà gặp các vị mà chuyên tu thiền coi, hỏi các vị đó mà tu mà bây giờ mà có thể ngồi một hai giờ đồng hồ mà không sao hết coi, các vị sẽ chia sẻ với mình rất nhiều những cái khó khăn. Ngay cả Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là sư ông Thanh Từ, xong kể là khi mà xong ngồi thiền mà những cái năm tháng đầu tiên tu, nghĩa là ngồi mà cái chân nó tê mà nó chết hết cả người vậy đó. Mà chính lúc đó ngài nguyện, nghĩa là nếu mà bây giờ có ngồi đây mà chết cũng không bao giờ xả chân. Mà nhờ như vậy cho nên ngài vượt được. Thật ra cái tê chân là một lúc nào thôi, qua cái giai đoạn đó là nó sẽ hết. Thí dụ như mình ngứa mặt á, mà thường thường mình có cái khuynh hướng là đang ngồi cái nó ngứa là mình gãi. Nhưng mà hôm nào nó ngứa mà không gãi, rồi mình buông nó ra, mình trở về cái trạng thái là tiếp tục quán hơi thở, vài phút sau, 5 phút sau là cái ngứa nó hết. Đó là cái kinh nghiệm mà trong khi mà ngồi thiền thôi. Thành ra các vị mà, các vị nào mà, trừ khi nào mình ngồi kiểu mình ngồi amateur, ngồi chơi cái kiểu mà nửa tiếng rồi ngồi hít thở rồi cho nó tĩnh lặng á, thì coi như là mình chiều nó đủ kiểu hết, ngứa đầu gãi đầu, ngứa cào gãi cào. Mình hễ mà từ chân tê là mình đổi rồi đại khái vậy đó. Cái đó là tại sao? Tại những vị đó là mình mới bắt đầu bước đầu mình tu tập. Nhưng mà những vị nào mà người ta chuyên hạ thủ công phu thì người ta sẽ dứt khoát, người ta không có đi vào cái chuyện gọi là đổi chân hay là ngứa gãi những cái chỗ mình ngứa hết. Vì các vị đó dứt khoát là phải vượt qua cái ải này. Tất cả đều là một cái ải thôi. Mà cái ải lớn nhất của con người mình, không luận là người tu hay là không tu, là cái ải tình cảm. Không? Cho nên thanh niên thiếu nữ
Thật ra Pháp Hòa nhận rất nhiều những câu hỏi tương tự như vậy. Nhưng mà có những câu hỏi kia nó quá ư là coi như rõ ràng quá thì mình không tiện mình đọc để mình giải thích thôi. Thì thôi Pháp Hòa trả lời riêng. Chứ còn có nhiều câu hỏi nó rất là chi tiết. À, nhưng mà mình tránh đi để rồi trả lời riêng. Thì tình cờ câu hỏi này thì mình thấy nó cũng chung chung. Thì Pháp Hòa chia sẻ chung vậy đó. Thì người ta thường gọi là gì? Tình sinh là trí cách. Hễ mà cái tình cảm mà nó sinh á, là cái trí tuệ của mình nó bị ngăn cách. Và mỗi người nó có một điều vướng một cái chữ tham. Nhưng mà tham ở đây nó có 5 loại tham. Tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Thì mỗi người sẽ vướng vào một cái tham nào đó. Có thí dụ như có những người mà người ta tham tiền, tham tiền của, thì một đồng cũng không lõi. Nhưng mà ngược lại có những người, người ta nhẹ phần tiền nhưng mà ta nặng cái phần khác. Thật ra thì ngũ dục thế gian thì nó nhiều lắm. À, cái dục của thế gian rất nhiều, nhưng mà năm cái mà quan trọng nhất mà Phật và Tổ thường nhắc nhở mình kêu là ngũ dục đó, the five desires đó, thì trong đó có tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Và trong cái 14 điều mà người ta hay chép ra, ta gọi là 14 lời điều Phật dạy đó, trong đó có một cái gọi là tình cảm lớn, cái món nợ lớn nhất của người đời chính là tình cảm. Cho nên hồi xưa các vị mới đặt một câu hỏi, nói tại sao ở trong giới Sa Di á, thì nói là giới sắc sanh đứng đầu, nhưng mà qua tới giới Tỳ Kheo á, thì giới dâm đứng đầu. Thì có vị mới giải thích, nói tại vì mình Sa Di là khoảng 14-15 tuổi, cái tánh của mình háo thắng, cho nên là dễ lầm lỡ ở cái chỗ là sát sinh. Ví dụ như mình thấy cái con kiến hay con gì đó mà mình rượt nó, là mình nhất định là mình phải rượt, mình bắt cho được nó. Rồi khi mà mình ở được cái tuổi 20 trở lên đó, bắt đầu trở thành một thanh niên thiếu nữ đó, thì chúng ta thường nặng ở cái mặt sắc dục. Cho nên giới cho người Sa Di á, giới sắc sinh đứng đầu, mà giới dâm đứng đầu cho các vị tỳ kheo. Thì đó là một cách giải thích thôi. Nhưng mà dựa trên lịch sử thì nó không phù hợp. Tại sao? Tại vì giới á, là mỗi một người, mỗi một lần người nào phạm á, thì Đức Phật chế giới. Cho nên trong vấn đề bốn giới ba la di của các vị tỳ kheo đó, thì cái người vi phạm đầu tiên nhất trong giáo đoàn là do một thầy tỳ kheo phạm vào cái giới đó. Cho nên cái giới thứ nhất được hình thành, mà trong đó là cái giới dục. Đại khái là như vậy. Thật ra thì giải thích cách nào cũng được. Đều có cái ý để hướng dẫn cho chúng ta tu tập. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cả hai bên thì chúng ta không có vướng bận gì hết. Nghĩ đến cái cách là một người thanh niên, cái đó nó nặng cho nên đặt thành đứng đầu, thì tự nhiên nó cũng nhắc mình nhiều. Còn hiểu về lịch sử gì, cái đó là người đầu tiên vi phạm, cho nên nó là cái giới thứ nhất cũng không sao. Cho nên mình Pháp Hòa thường nói, mình hiểu được cái chỗ đó thì mình không có bị khó khăn, khổ sở, chấp vướng những cái chuyện đó, mà chúng ta đều ghi nhận nó thành một cái ý tứ của chư tổ giải thích để nhằm một mục đích là hướng dẫn chúng ta thôi. Ví dụ như người thầy dẫn người đệ tử xuống núi, rồi khi người đệ tử mà gặp cái gì cũng hỏi, ông giải thích hết á. Nhưng mà đặc biệt khi người đệ tử gặp cô con gái đẹp, người đệ tử hỏi, thưa thầy, cái đó là gì vậy thầy? Thì ông thầy ông nói, nó là con cọp cái đó con, nó hung dữ lắm đó, đừng có tới gần nó. Nói vậy để nhằm mục đích gì? Để cho người đệ tử xa lánh cái đó, sợ hãi cái đó. Nhưng mà cái nghiệp nó tới rồi thì sao? Nó về nó mất ăn, mất ngủ, nó chịu, nó bệnh luôn. Rồi ông thầy thấy đệ tử mình sao nó đi núi, để đi phố về nó bệnh trời quá trời, tới hỏi con sao vậy con cần gì không? Lúc đó nó mới hiểu, nó xài, sư phụ ơi, con nhớ con cọp cái đó quá. Cái nghiệp nó tới rồi thì cũng chịu thôi à. Câu hỏi tiếp là:
Đức Phật giác ngộ với giáo lý duyên khởi, tức là thập nhị nhân duyên. Tại sao bài pháp đầu tiên Ngài không giảng giáo lý duyên khởi mà lại giảng tứ diệu đế? Quý vị hiểu câu hỏi không? Đức Phật là người ngộ chứng đạo do giáo lý duyên khởi, nhưng mà vì sao khi mà Ngài thuyết pháp thì Ngài không nói bài pháp duyên khởi đầu mà Ngài lại nói tứ diệu đế? Thì cái này thì nó có rất là nhiều việc. Thì thứ nhất á, nếu mà đứng trên cái phương diện căn tánh chúng sanh thì Đức Phật thấy chúng sanh giống như những cái sen ở trong hồ, trong ao vậy. Có những cái sen nở rất là to, có những sen nó mới vừa trồi lên mặt nước, có những sen nó còn búp, có những sen nó hé mà nó chưa nở rộ. Thì Đức Phật thấy những cái căn cơ chúng sanh, có những người thượng căn như sen nở, có những người trung căn như là sen búp, mà có những người hạ căn như là sen chưa nở. Cái kia là sen hé, rồi sen chưa, rồi sen búp. Hoặc là có những người chưa có biết khởi tâm gì hết, như những còn dưới bụng. Căn tánh của chúng sanh như thế, cho nên có những cái điều cao siêu không thể nói. Bởi vì cái bậc thượng căn thì nó dễ rồi. Nhưng mà thượng căn được mấy người? Đa phần là trung căn hay là hạ căn, hoặc là chưa phát tâm. Đó là một lý do. Hoặc là Đức Phật muốn xác định với con người một cái điều tiên quyết mà không có người không thể nào không thể nhận ra được. Nếu con người chưa thể nhận ra được cái này thì chưa có thể họ làm được điều gì tích cực hơn. Nếu con người chưa nhận được, đời là khổ. Nếu con người chưa nhận ra được những cái khổ mà nó đang nằm ở trên của con, trên thân thể và đời sống con người, đó là già, là bệnh, là chết, thì con người chưa phát tâm được gì hết. Cho nên Đức Phật muốn nói cái quan trọng nhất, cái gần gũi nhất, cái thiết thực nhất mà nó đang ở trên, nó đang ở trong đời sống của con người, đó là sanh, già, bệnh, chết. Còn khi mà con người mà nhận ra được cái đó rồi, con người bắt đầu mới có cái ý chí muốn tìm một cái gì đó vượt nó, thì chừng đó có nghe giáo lý cao siêu khác cũng không khó. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng tôi cảm nhận rằng cái việc làm này mình làm không đủ sống, bây giờ mình phải cần đầu tư làm ăn một cái gì đó để có thể giúp cho gia đình mình thoát cái cảnh nghèo. Thì khi mà nhận ra rằng nhà mình nghèo, mình mới quyết chí mình làm sao để cho gia đình mình thoát cảnh nghèo, thì người đó phải dứt khoát đi làm ăn. Cũng như thế, nếu con người mà chưa nhận ra được cái điều căn bản nhất của mình, đó là già, bệnh, chết, là khổ, thì con người chưa thể phát tâm. Đó là mình nói trên cái phương diện nhận thức. Đứng trên phương diện duyên khởi, ở trong tứ diệu đế vẫn có duyên khởi như thường. Ví dụ, nếu mình không có ăn bậy thì làm gì có nguyên nhân để sanh bệnh tật sớm hơn. Thật ra trước sau cũng bệnh, nhưng vì chúng ta không biết ăn uống cho nên chúng ta đã làm cho bệnh tật nó sẽ tới với mình sớm hơn. Nếu chúng ta không hút thuốc thì buồng phổi chúng ta nó sẽ không mau nám như vậy. Vì chúng ta không biết cho nên chúng ta hút thuốc. Vậy thì nếu mà nói cho kỹ thì ở trong giáo lý duyên khởi, trong giáo lý tứ diệu đế, nó cũng có phần duyên khởi. Vì duyên khởi là gì? Cái này có, nó tạo cho những cái duyên khác nó sinh. Mà chúng ta thường nói đó, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. This is because that is, that is because this is. Đó là cái giáo lý duyên khởi đó. Cái này nó sanh cái kia thì cũng như thế thôi. Nếu chúng ta không có cái duyên khổ thì chúng ta làm gì? Chúng ta khởi ý, chúng ta muốn vượt khổ, chúng ta tu. Cho nên nếu mà phân tích mà nhìn kỹ thì trong giáo lý nào, trong cái gì, nó cũng có cái duyên khởi của nó hết. Ví dụ như
Duyên khởi của chiều chủ nhật này là gì? Là cái dịch. Duyên khởi của mỗi chiều, mỗi sáng 10 giờ là livestream. Duyên khởi của mỗi buổi chiều 6 giờ có livestream học, của 7 giờ rưỡi tối tụng kinh là gì? Là do bệnh dịch. Nếu không có cái duyên dịch làm gì có khởi sự cái này. Phải vậy không? Rồi bây giờ là, nhưng mà có nhiều khi cái duyên này nó sinh thì cái duyên khác nó phải phải mất. Thí dụ như duyên dịch nó sinh thì cái duyên mà làm ăn của một số người bị thất thoát. Nhưng mà nhờ cái duyên này nó sinh thì những việc làm ăn khác nó lại được sinh. Ví dụ như công ty chế nước rửa tay, công ty may những cái khẩu trang, rồi công ty Zoom á, cái chương trình hệ thống Zoom nè. Trước kia mà con người còn tới họp hội được á, thì cái hãng Zoom nó có thể họ làm được bạc triệu thôi. Nhưng mà do cái dịch này mọi người không qua lại với nhau, là ai cũng phải sử dụng cái chương trình này để có những cuộc họp ở trong đó, thì cái công ty này nó làm ăn được hơn, lên tới bạc tỷ. Mình đâu nói được, phải không? Thật ra rồi đó, tất cả mọi người phần lớn là Phật tử, ai ngồi ở nhà cũng thất nghiệp hết. Mấy thầy trong chùa làm triple, làm gấp 3 lần. Thật ra ai thất nghiệp chứ mấy thầy mình trong chùa từ từ hôm tháng 3 tới giờ là không hề thất nghiệp. Ngày nào cũng phải tụng kinh, ngày nào cũng phải nói. Mà hễ mà cái commitment mà lên livestream này rồi, thí dụ như tối nay mà không có vụ mà truyền livestream đi, thôi mệt quá, thôi bữa nay nghỉ bữa nghe. Ôi chà, mừng húm. Nhưng mà giờ mình đã có cái commitment, đã có một cái lời hứa là mình phải livestream thì không thể không lên được, vì mọi người đang chờ đó, thí dụ vậy. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn á, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong tất cả các pháp, cái nào nó cũng có cái duyên và cái duyên khởi của nó, cái duyên do để cái này sinh cái kia diệt hết, chứ không phải là không. Và hơn nữa, cái giáo lý duyên khởi cũng chưa chắc gì mọi người có thể dễ nhận ra được. Nhưng mà cái căn bản nhất là nói cái thân này là do, rồi bây giờ này nhìn vô cái thân tứ đại, nếu mà nói về khổ, khổ do, khổ là do sanh, rồi bắt đầu mới phân tích vì sao con người có những cái thân tứ đại, do cái gì? Do đất, nước, gió, lửa duyên với nhau, phải không? Thành thử nếu mà phân tích cho kỹ thì trong cái nội, cái sắc quẩn nó cũng có duyên, trong thọ nó cũng có duyên. Thí dụ giờ người ta chửi mình tiếng là đã là âm thanh, mình không có cái căn là lỗ tai, rồi không có cái nhận thức, thành thử ra nếu không ba cái đó nó không duyên với nhau, làm gì có chuyện giận hờn. Mình cái căn mình còn nghe rõ, cho nên cái tiếng người ta chửi mình nghe được, rồi cái thức mình nó phân biệt này, nặng rồi nha, chửi này câu này nặng nha, cái là giận. Thành thử ra có căn, có cảnh, có thức, cho nên nó duyên với nhau để nó mới khởi cái chuyện gọi là buồn phiền với nhau. Chứ còn không thì làm gì mà chúng ta buồn phiền. Bây giờ ví dụ như á, cái người đó cái nhận thức không có. Thí dụ xin lỗi, một cái người họ bệnh tâm thần, hay là họ bẩm sinh từ nhỏ họ không có cái hiểu biết, thì bây giờ mình có nói gì nói họ nghe, lời nói của mình có phát ra tiếng, rồi họ vẫn nghe nhưng họ không hiểu. Cho nên mình có chửi họ, họ vẫn cười, tại vì cái nhận thức về cái câu nói đó, cái cảm thọ về câu nói đó nó không có. Cho nên con người mình chúng ta mà khổ là tại vì không phải một vấn đề mà nó có nhiều cái duyên với nhau. Rồi ngược lại, nếu chúng ta cái người đó khen mình một tiếng, mình không có cái căn để nghe đó là lời, đó là tiếng khen đó, mình không có cái nhận thức đây là tiếng khen, làm gì có cười vui. Thành thử ra nếu nói cho cùng thì tất cả đều có cái duyên hết. Đó. Bây giờ nhìn lại coi, sở dĩ chúng ta ngày nay mà tu là phần nhiều là không phải hết nha, nhưng mà phần lớn là chúng ta có khổ. Khổ bắt đầu, mà bây giờ hồi xưa khổ không biết làm gì thì lang thang. Cho nên ôi ta buồn, ta đi lang thang biết về đâu. Tại hồi xưa không có internet, cho nên không có đi lang thang trên mạng được. Hồi xưa lang thang ngoài đường không à. Mà lang thang ngoài đường thì thế nào, một là quen bạn tốt, hai là quen bạn xấu. Mà phần nhiều là nếu mình không có ý thức, không có chánh niệm thì mình buồn, mình khổ, thì mình gặp những cái đối tượng nào đó, người ta lợi dụng mình.
Bây giờ á, người ta buồn, người ta khổ á, người ta ít đi, bắt đầu người ta đi lang thang, mà lang thang trên mạng. Lang thang trên mạng, người ta dạo trên mạng, người ta tìm này, tìm kia. Người nào đủ duyên, đủ phước thì lại gặp những bài giảng, rồi vào đó nghe, rồi từ đó cái duyên đó nó khởi cho cái sự tu tập. À, nhưng mà cũng có những người, người ta lên mạng, người ta vô Facebook, ta dạo sao người ta quen. Ta quen những cái người mà trời ơi thôi gửi hình qua thì thiệt là đẹp. À, coi như là tài trí gì cũng có, mà tới gặp nhau rồi là hỡi ơi. Hoặc là quen nhau trên Facebook đâu có hiểu gì về nhau đâu. Rồi cũng nghĩa là làm bạn với nhau rồi có thể đi xa hơn rồi cuối cùng khổ đau. Cho nên tất cả đều có cái duyên của nó hết. Cho nên á, Đức Phật là người biết quán cơ. Trước khi Ngài nói cái gì, Ngài đều quán cái căn cơ của mỗi người hết. Để mà Ngài có thể Ngài nói cho người đó. Thì chúng ta là người học Phật, chúng ta cũng cũng quán cơ như vậy đó. Khi chúng ta làm việc gì, chúng ta cũng quán cơ. Ngay cả tụng một thời kinh, ngay khi nói một câu chuyện. Ví dụ như bây giờ những đứa con nít mà nó ngồi gần mình thì làm sao mình nói những cái chuyện cáo xá được. Thì mình nói những cái chuyện gần gũi của mấy đứa nhỏ thôi. Thành thử ra đó là cái sự chia sẻ của Pháp Hòa về cái lý do. Có thể là những bậc cao đức có những cái duyên, có những cái nhìn khác nữa, nhưng mà đây là cái nhìn của Pháp Hòa về cái việc này. À, thầy giải thích giùm con về ý nghĩa của chữ vạn trước ngực. Cái này Pháp Hòa nói nhiều rồi. Hôm nào quý vị có dịp quý vị nghe lại cái bài hôm mình học ở đây đó. Vậy Pháp Hòa nói gì cái vụ mà Đức Phật chỉ tay lên trời là tay trái hay tay phải, rồi sẵn dịp Pháp Hòa nói chữ vạn luôn đó. Rồi hôm rồi đây có một cái người đó, bà đó, bà người người Hoa, bà gọi lên chùa, bà nói Phật giáo có liên hệ gì tới Hitler. Tại vì bà thấy cái dấu đó, Pháp Hòa nói không, cái đó nó hoàn toàn nó khác nhau. Cái kia là người ta viết cái hình gì, cái hình xéo xéo không, mà hơn nữa cái này không phải là cái chữ, nó là một cái symbol. Và chữ vạn trước ngực là tượng trưng cho một cái điều kiết tường, mà ngày xưa nó chỉ là một cái dấu hiệu thôi, nó là một cái dấu hiệu để biểu lộ sự an lành. Và sau này chúng ta đặt cho nó là cái chữ, cho nên chúng ta gọi là chữ vạn. Chứ thật ra nó là gì? Nó là một cái biểu tượng, nó là một hình ảnh để nói lên sự an lành qua cái hình ảnh đó. Rồi cái ý nghĩa nó như thế nào thì hôm trước Hòa có nói rồi, thì xin quý vị tìm lại cái bài đó. Xin thầy giải thích dùm con tại sao chư vị không cầu thanh văn duyên giác mà chỉ muốn ở cõi nước thuần Bồ Tát. Quả vị thanh văn và duyên giác có những hạn chế gì mà hai vị không muốn cầu? Chắc cái câu này đọc trong Hồng Danh Bảo Sám quá. Không? Nay con phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo của cõi nhân thiên, thanh văn duyên giác, Bồ Tát quyền thừa. Con chỉ muốn duy y tối thượng thừa mà phát Bồ đề tâm. Đó là những cái câu ở trong Hồng Danh Bảo Sám đó. Thì tại sao, cái câu hỏi là tại sao không cầu quả thanh văn duyên giác mà cầu quả Bồ Tát? Thật ra thì nó cũng đơn giản thôi. Bởi vì thanh văn duyên giác là những quả vị tự tu, tự chứng, tự độ, chứ không có cái hạnh lợi tha. Đây là đứng trên phương diện tự lợi, chứ không phải là lợi tha. Còn những người hay là những ai muốn phát tâm vì người khác mà tu tập để làm việc, thì cái khi phát tâm như vậy gọi là phát tâm Bồ Tát. Tại vì sao? Tại vì những vị Bồ Tát là tự lợi và lợi tha cùng một lúc. Còn các vị như quả thanh văn duyên giác là các vị phần lớn là tự lợi cho mình, chứ chưa nghĩ đến việc lợi tha. Đây là cái tinh thần đại thừa, đây là cái tinh thần phát tâm dũng mãnh. Cho nên nó ngay cả trong cái ngũ đức,
của người xuất gia cũng vậy. Trong đó có câu thứ năm: chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố. Trong năm đức của người xuất gia thì cái đức thứ năm là gì? Là muốn cầu đến cái chỗ cao tột để mà độ người, chứ không vì cái khác. Đó là lý do xuất gia. Lý do thứ nhất xuất gia là gì? Phát tâm xuất gia là vì cảm mến Phật Pháp. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Người đi tu mà không có phát cái tâm tham cầu, không cầu Phật Pháp thì sao tu? Ví dụ bây giờ anh vô chùa, anh ở anh tu mà không có thích Phật Pháp, thì nghe giáo lý thì anh ngồi anh ngủ. Lên ngồi thiền thì anh ngủ. Anh không có một cái tâm trí gì cảm mến Phật Pháp hết thì không thể nào anh ở trong chùa lâu được hết. Anh có lý do khác. Có thể anh mượn nơi chốn này anh trốn tránh một cái gì đó. Anh không có cái tâm ham cầu Phật Pháp thì anh không thể tu được. Anh có ráng gì đi nữa rồi cuối cùng anh cũng phải lộ nguyên một con người không cảm mến Phật Pháp. Cho nên cái người phát tâm xuất gia là thứ nhất là phải hoài bội đạo cố. Thứ hai, nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Nhì giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Điều thứ hai mà người phát tâm đi tu phải có cho được là gì? Thích bỏ đi cái đẹp trần thế và thích những cái pháp y. Trời ơi, đi tu mà sợ xấu, cạo tóc không dám cạo sát, cạo sát sợ người ta nói đầu trọc, láng con, sư cọ, để tóc lơ thưa, rồi không dám mặc những cái đồ tu, đi mai chế những cái chiếc áo nửa asami nửa đồ đời, quần không dám mặc những cái quần cho nó đúng cái kiểu cách mà mai quần ống túm ủi theo kiểu quần tây để đi ra đường người ta không cười. Đã tu là không sợ người ta cười. Mình có làm gì mà tội lỗi đó mà sợ người ta cười? Cái kẻ kia người ta đi giật đồ nè, là còn không sợ cười, là lường gạt ta không sợ cười kìa. Mà nếu người đã phát tâm đi tu mà mặc đồ tu mà còn sợ cười thì mình thua ông bà Ấn Độ. Quý vị thấy những người Ấn Độ không? Họ ra đường họ vẫn mặc cái đồ của người Ấn Độ. Rồi quý vị nhìn những người thanh niên mà đạo gì con, đạo gì mà để cái búi tóc á, Sikh hả? Hindu hay Sikh? Hindu. Sikh cũng có những người đội cái đội những cái nón của họ, cái gậy vải quấn trên đầu của họ. Rồi có những đứa nhỏ nó vẫn còn gói một cái cục tóc ở trên đầu nó. Người đi tu mà mình còn ấy, mà mấy người đó người ta có tu gì đó, ta chỉ là một tín đồ của đạo giáo đó. Nhưng mà người ta vẫn chấp hành những cái hình thức đó. Cho nên mình nhiêu đó thôi là mình biết cái tâm người này chưa phát tâm dũng mãnh. Người mà phát tâm dũng mãnh tu là phải đạt cho được mấy cái đó. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Nhì giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Tam giả cắt ái từ thân vi thích mặc cố. Nếu mình chấp nhận được điều thứ ba là gì? Là cắt bỏ những cái tình cảm riêng tư. Mà trong đó tình cảm gia đình, cha mẹ, anh em, vân vân. Cho nên người tu rồi thì không có mẹ nuôi, ba nuôi. Cha mẹ ruột còn bỏ mà làm sao có ba nuôi, má nuôi được. Mà nếu có ba mẹ nuôi đó là mình phương tiện sao đó ha. Chứ còn nếu mà nó đúng trong Phật Pháp thì không đúng. Tam giả các ái từ thân vi thích mặc cố, vì không còn thân sơ. Tứ giả hủy ký quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Mình chấp nhận dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Vì đạo hy sinh là gì? Không phải là mình làm cái gì hết đó, phải chịu cực chịu khổ vì chúng sanh, vì việc đạo. Người thế gian á, người ta lăn lộn đi tìm mối mang, người ta làm ăn ta đủ, ta cực khổ vô cùng, cũng vì cái gì? Vì cái công ăn việc làm của người ta, vì cái cơ sở làm ăn, vì sự nghiệp của người ta. Còn người tu mình, sự nghiệp của mình là trên cầu giáo pháp của Phật, dưới độ chúng sanh. Cho nên á,
Mình tu mà mình còn trốn nặng tìm nhẹ thì chưa phải tâm người tu. Nó thấy đại chúng đang bưng gì cái nó vô phòng nằm. Nó nổi cái chuyện bưng giác thôi mà nó còn lười vậy thì lấy gì chịu cực chịu khổ độ chúng sanh. Cho nên mình phải cố gắng là vậy đó. Nếu mình thực hiện đúng cái hoài bão của mình thì đây là những điều chúng ta làm. Cái bài mà chúng ta thường tụng, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Cái chữ đó không có nghĩa là mình đi đánh ai, đi chém ai, đi giành giật gia, không phải, không cần. Nhưng mà hễ đạo pháp cần mình phải làm. Chỗ nào chúng sanh cần mình phải tới. Đạo pháp cần chúng ta phải đi. Đi mà không hề, đến đi không hề dính mắc. Đó là cái lời phát nguyện của các vị. Mình làm cái vị sứ giả của Phật. Chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời dấn thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi. Chẳng nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Đó là những lời phát nguyện của mình. Cho nên hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cổ, vì có cái lý tưởng của mình. Cho nên á, thí dụ như mình tu mà mình có Phật sự làm hoài, đó là mình phải mừng nha. Mình phải mừng á, là tại vì á, lời phát nguyện của mình, Tam Bảo sử dụng mình á. Còn nếu mà mình á, rảnh rỗi qua không có làm gì hết á, đó là không đúng á. Rồi nếu mà không đúng là tại vì không ai tới tìm mình. Một là vậy, còn không là mình từ chối. Và thế mà Phật sự đến là chúng ta làm. Làm trong khả năng của mình, làm trong cái khuôn khổ của mình. Đó, bây giờ mấy đứa thấy, ví dụ như mấy đứa Phật tử mình giờ nó về chùa đó. Nếu mà ngày trước thầy không chịu làm những khóa tu, mà một mình thầy đứng ra làm, vừa nấu ăn, vừa chơi với mấy đứa, vừa dạy học, nhớ những cái khóa đầu đó không? Thì ngày nay làm gì mình có được cái số lượng Phật tử, mấy đứa nhỏ nhỏ của mình bây giờ nó về chùa nó phụ. Hay là thầy Tịnh Tạng, thầy Đức Tạng bây giờ, ngày xưa cũng từ những cái lớp đó mà ra. Mà những cái năm tháng đầu tiên ai phụ mình đâu. Một mình thôi, vừa nấu ăn, vừa chơi với nó, vừa dạy nó học. Làm ba bốn việc trong những một cái khóa tu vậy. Mà có một mình. Mà không ai phụ, mà mình cứ tâm nguyện sao? Mình ở đây, mình có cái duyên mình ở đây. Thì mình làm hết lòng cho Phật tử ở đây. Còn cái chuyện mà ngày nay mình có rộng ra đâu đó là cái duyên của mình. Chứ trước kia là chỉ nghĩ mình ở đâu mình phải làm đó. Chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố. Mình phải có cái chí nguyện cầu cái đại thừa, vị độ chúng sanh. Tại vì tu thì chúng ta phải có lập nguyện. Trước hết là độ cho mình. Cái bài nhớ trong cái bài, các trong cái nghi thức của cái câu, nó có câu là: trước là độ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc xa gần. Bổn thân, bản thân mình chưa làm được gì, mình chưa độ được, cho nên tự độ, độ tha. Mà tâm hạnh của Bồ Tát là vừa tự độ vừa lợi tha. Còn đợi mình tới ngày mình viên mãn, mình rốt ráo thì cái đó nó lâu. Thôi bây giờ chúng sanh khổ nhiều quá, đợi không được. Y tá giúp bệnh nhân theo y tá, bác sĩ làm theo bác sĩ, phụ tá làm theo phụ tá. Mỗi người chúng ta đều làm được việc hết. Mà quý vị thấy, nếu mình chịu, nếu chúng ta chịu làm đó, mấy ngày, mấy thời gian vừa rồi, mỗi người mình đều đóng góp được một cái gì đó cho Phật Pháp hết. Mà khi mình nhìn, không phải mình lấy cái đó làm tự hào, nhưng mà chúng ta lấy cái đó làm niềm vui, nuôi dưỡng mình. Mình thấy rằng những việc mình làm nó mang lại ích lợi cho mọi người, cho một số người nào đó, thì nó khuyến tấn mình trên cái bước đường tu tập. Cho nên ở đây các cái này là cái lời phát nguyện. Không phải là thanh văn duyên giác là sai, không phải. Nhưng mà ở đây là tại vì chúng ta đưa cái ý chí mình nó cao siêu hơn, nó cao ráo hơn, là gì? Chúng ta đi đến một cái con đường là độ tha. Cho nên các vị mà thọ tỳ kheo đó, trước khi mà thọ đó, giới sư mới nói: này các vị giới tự, chỉ trong chốc lát nữa đây,
Các vị giới sư sẽ đưa quý vị lên một địa vị cao ráo. Địa vị cao ráo đó là gì? Là thành một vị tăng sĩ, dự vào hàng ngũ của tăng. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, chư vị giới sư ngồi đây sẽ đưa quý vị lên một địa vị. Mà cái địa vị đó nghe thì cao mà thiệt sự chẳng gì cao hết. Khất sĩ, ăn xin, làm khất sĩ mà, nhưng mà không sĩ nào được hết. Tại vì mình là một người khất sĩ là xin ăn, nhưng mà bù lại mình là một tu sĩ để hàng ngày tất cả người ta có những cái sĩ khác, nhưng có thể người ta chưa nhìn rõ được cái tâm, chưa làm được cái gì cho cái đời sống tâm linh. Cho nên cái này không có, không phải Thanh Văn Dương Giác sai, nhưng mà ở đây là đứng trên phương diện tự độ và độ tha. Hay nói cách khác là cái tâm của tiểu thừa hay là đại thừa là cái từ để chúng ta nhận định, nói cái tâm trí mình phát nguyện thôi, chứ không có chê khen trong này. Thôi thì tối hôm nay chúng ta thời gian chỉ có bao nhiêu, và Pháp Hòa xin tạm chia sẻ với đại chúng một vài câu hỏi như vậy. Số còn lại thì xin hẹn quý vị vào tuần sau. Và xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi sinh hoạt tối hôm nay. Chúc quý vị có nhiều bình an, vui khỏe. Và ngày mai thứ hai chúng ta sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Rồi thứ ba sẽ gặp nhau lại. A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ân nghĩa, nguyện đền phiền não xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng nên.